Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 758. Phật thuyết chư hành hữu vi kinh. Hán dịch đời Tống Sa môn Pháp Thiên ở chùa Nalanda, nước Mayada, thuộc trụ Ấn Độ. Tôi nghĩ như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật cùng 1.250 vị đại tỳ kheo ở tại khu vườn rừng Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các bí xô: Này các bí xô, tất cả các hành biến đổi như huyễn, không thật, không lâu dài, không có tướng nhất định là pháp điên đảo. Này các bí xô, cho đến tất cả hành diệt sạch cấu bẩn, không còn uế nhiễm, liền mọi uế nhiễm, tất cả chúng sinh cho đến loài côn trùng cửu quậy và loài hóa sinh, khi đến hết tuổi thọ nhất định phải bị chết. Nếu chúng không sinh thì không diệt, dù là trưởng giả Bà La Môn, sẽ để lợi giàu sang tục bậc, quyền quý trong tay của cải phàm bà châu báu rất nhiều, và thọ hưởng không thiếu thứ gì, dù có đầy đủ cha mẹ quyến thuộc, thân nhân bạn bè, quan dân tôi tớ, nhưng đến khi hết tuổi thọ thì phải chết. Như sẽ để lợi được nhập quán đảnh làm vua trong một nước lớn, có quyền lực lớn, thế lực lớn, với vô số dân chúng cùng đất đai rộng lớn. Dù vua có chiến thắng tất cả những, nhưng khi đến khi tuổi thọ hết, thì cũng phải chết. Các vị tu hành trong rừng tiên nhân không tham nơi mùi vị, chỉ ăn trái cây hoặc lìa bỏ trái cây, tu khổ hạnh nhưng đến khi lúc tuổi thọ hết, cũng phải chết. Còn những vị tu mười thiện được xây lên các cõi trời tứ đại vương, đao lợi gia má đổ sở đa lạc biến hóa tha hóa tự tại. Lại nữa, các vị tu hành thiền định chứa đắc các cõi trời phạm phạn thân phạm phụ đại phạm tiểu quang vô lượng quang cực quang tịnh tiểu tịnh vô lượng tịnh biến tịnh vô vân phước sinh quảng quả vô tưởng hữu tình. Là các vị chứng A Na Hàm được sinh nơi các cõi trời vô phiền vô nhiệt thiện kiến thiện hiện sắc cứu cánh. Các vị nhàm chán sắc thân tu tam muội vô biên hư không được sinh nơi không chỉ biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chư thiên ấy tuy rất thù thắng chẳng phải là bất sinh nhưng cũng phải bị chết. Các vị ấy đã dứt sạch các lậu nơi ba cõi, làm xong những việc cần làm, sẽ lìa gánh nặng, đạt được lợi mình, tận trừ các kết xử, chứng A-la-hán. Mặc dù được thân như vậy, nhưng cũng xả bỏ. Lại những vị gặp kiếp đạo bình, tự tu một mình, ở nơi vắng vẻ, giác ngộ các nhân duyên, chứng được thừa bậc trung, gọi là bất chi Phật. Mặc dù được thân ấy, cũng sẽ từ bỏ. Cho đến Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác giới mười lực rộng lớn bốn trí tròn sáng thuyết pháp không sợ hãi như sư tử gầm đã trải qua vô số kiếp chịu gian khổ chứng thân na la diên cũng phải từ bỏ. Này các bí xô, giống như thợ gốm làm các loại chén bát bồn chậu, mặc dù được thành đồ vật nhưng chắc chắn đến thời kỳ phải bể, là giống như quả chín thì tự rụng, pháp sinh diệt cũng là như vậy. Này các bí xô, tất cả hữu tình cho đến loài hóa sinh hết thảy loài hàm tức đến lúc tuổi thọ hết đã bị chết, nếu không có sinh thì không có chết. Bây giờ Đức Phật nói kệ: Như Lai trời trong trời nói pháp vô thường ấy như chén bát không bền cuối cùng bị hư bể, như quả chín tự rụng mà hữu tình cũng vậy. Bí xô này nên biết phải lo sợ sinh diệt. Đức Phật giảng nói câu này xong, chúng tỳ kheo nhất tâm tính tọ hoan hỷ phụng hành. Phật thuyết chư hành hữu phi kinh.